Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình Hà Nội 18 giờ, nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những câu chuyện về Hà Nội và những vấn đề mà người dân thủ đô đặc biệt quan tâm. Vâng, thưa quý vị, đây là hình ảnh từ trung tâm truyền dẫn phát sóng Đài truyền hình Hà Nội vào khoảng 12 giờ trưa nay, thời điểm trước cơn bão Yagi, với bầu không khí nắng nóng và có cảm giác rất là oi ả. Thế nhưng có lẽ không nơi nào nóng hơn các siêu thị, nơi mà người dân hối hả tích trữ thực phẩm, nước uống để chuẩn bị đối phó với cơn bão đang dần tiến đến gần. Và tính đến thời điểm hiện nay thì cơn bão ngoài trời với cơn mưa đã nặng hạt hơn, gió lớn, cây đổ và giao thông thì tắc nghẽn một cách nghiêm trọng. Và cơn bão này chắc chắn sẽ tiếp tục gây ra những cái tác động lớn cho cuộc sống của người dân. Và vào những lúc như thế này thì chúng ta thấy rằng con người ta thật là nhỏ bé trước thiên nhiên, đúng không ạ? Và thưa quý vị, một sự kiện trọng đại đáng lẽ ra cũng sẽ diễn ra vào hôm nay, thế nhưng thật tiếc lại bị hủy do ảnh hưởng của cơn bão. Đó là lễ kỷ niệm 100 năm thành lập thị xã Sơn Tây, 70 năm ngày giải phóng và 555 năm danh xưng Sơn Tây. Vâng, 555 năm trước, địa danh này lần đầu tiên được gọi tên là Sơn Tây. Và hôm nay, đúng vào ngày kỷ niệm 70 năm giải phóng Sơn Tây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những câu chuyện lịch sử đầy ý nghĩa của mảnh đất này. Điều gì đã khiến cho Sơn Tây được mệnh danh là trái tim của xứ Đoài? Hãy cùng khám phá trong Hà Nội 18 giờ hôm nay. Tọa lạc tại một trong bốn vùng đất phòng thủ quan trọng của Thăng Long Hà Nội, thành cổ Sơn Tây không chỉ đóng vai trò bảo vệ mà còn là điểm tựa chiến lược để kiểm soát và gìn giữ các vùng biên cương của Tổ quốc. Được xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 3, năm 1822, hoàn toàn bằng đá ong, một loại vật liệu đặc trưng của xứ Đoài. Thành cổ này thể hiện sự bền bỉ và kiên cố cần thiết của một công trình phòng thủ trọng yếu. Sơn Tây, với bề dày lịch sử và văn hóa, đã tích lũy một vốn liếng văn hóa phong phú qua hàng trăm năm. Đây là nơi có nhiều di tích lịch sử và danh thắng nổi tiếng như làng cổ Đường Lâm, thành cổ Sơn Tây, chùa Mía, làng văn hóa du lịch Việt Nam. Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia làng cổ Đường Lâm là một quần thể với 50 di tích có giá trị được xếp hạng, gần 100 ngôi nhà cổ có niên đại trên 100 năm và gần 1.000 ngôi nhà truyền thống nông thôn vùng đồng bằng Bắc Bộ. Bên cạnh đó, Sơn Tây còn là vùng đất của huyền thoại, những câu chuyện bên dòng sông Tích, truyền thuyết về vị vua đánh hổ Phùng Hưng, ngôi đền Và ghi dấu Đức Thánh Tản Viên đều là những tiềm năng mạnh mẽ giúp Sơn Tây đặt nền móng cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh. Về phương diện văn hóa thì có thể nói Sơn Tây đóng góp với lại đất nước này rất nhiều những cái di tích văn hóa lịch sử. Cái vùng đất này đấy cũng sản sinh ra rất là nhiều nhân tài. Người ta tính là những người đỗ đại khoa đấy thì tính ra đến cả hơn 100 người là đã đỗ đại khoa có tên ở bia văn miếu. Mà vùng đất này sau khi trở thành một phần của Hà Nội đấy thì rõ ràng nó không chỉ là cái vị trí vốn có là bảo vệ phía tây của thủ đô mà còn làm cái vùng đất bổ sung rất nhiều cho cái văn hóa thủ đô, cung cấp những cái nguồn lực trên nhiều phương diện cho thủ đô. Những yếu tố này không chỉ tạo nên một nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch văn hóa tâm linh mà còn thu hút du khách đến khám phá và trải nghiệm vẻ đẹp độc đáo của Sơn Tây. Thì có thể nói đây là một cái vùng đất địa linh nhân kiệt, nhưng đồng thời cũng có cái vị trí hết sức đặc biệt với tư cách là một cái vùng đất trấn giữ phía tây của thủ đô Thăng Long trước đây và Hà Nội ngày nay. Vâng, và khi mà nhắc đến Đường Lâm thì chúng ta không thể không kể đến những ngôi nhà cổ kính với tuổi đời hàng trăm năm. Đây không chỉ là những công trình kiến trúc đơn thuần mà còn là những minh chứng sống cho cuộc sống, cho văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam qua biết bao nhiêu là thế hệ rồi. Và thật sự khi mà nhắc đến làng cổ Đường Lâm thì tôi luôn nghĩ đến cái một nơi đầy những chất thơ, chị Trang ạ. Trong từng ngôi nhà, từng viên gạch thì đều mang trong mình những cái giá trị rất riêng về lịch sử và văn hóa. Có lẽ giữa sự ồn ào, giữa cái bận rộn hối hả của cuộc sống hiện đại thì còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta có một cái nơi chốn thật yên bình như thế này để trở về, đúng không ạ? Dạ vâng, đúng vậy chị Hương. Khi mà chúng ta bước chân vào làng cổ Đường Lâm thì sẽ có cảm giác như chúng ta đang ngược dòng thời gian trở về với quá khứ. Những bức tường đá ong thì phủ đầy rêu, những mái ngói cũ kỹ và những con đường nhỏ lát gạch nghiêng.
Tất cả những điều đó thì đều là những hình ảnh khó tìm thấy ở bất kỳ địa điểm nào khác. Và chính vì thế mà làng cổ Đường Lâm luôn có sức hút đặc biệt, không chỉ với du khách trong nước đâu, mà còn đối với cả các du khách nước ngoài nữa. Vâng, và tuy nhiên thì câu chuyện việc gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống này hiện nay không hề dễ dàng trong bối cảnh hiện đại. Và chính nhờ vào sự quyết tâm và ý thức gìn giữ di sản của người dân nơi đây, chúng ta mới có được cơ hội để chiêm ngưỡng những ngôi làng với những ngôi nhà vẫn giữ được nét nguyên sơ qua rất nhiều thăng trầm lịch sử. Và sự chân quý ấy có lẽ chính là một tài sản vô giá, là món quà mà các thế hệ đi trước đã để lại cho con cháu hôm nay. Nhà văn Hà Nguyên Huyến cảm thấy vô cùng may mắn khi gia đình mình được sở hữu ngôi nhà cổ vô cùng quý giá, là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa và lịch sử phong phú, trải qua hơn nửa thế kỷ với bao thăng trầm của cuộc sống, từ việc chống chọi với khí hậu khắc nghiệt đến những khó khăn trong mưu sinh. Việc gìn giữ ngôi nhà gỗ mái ngói gần như nguyên vẹn là một minh chứng cho sự hy sinh và nỗ lực của gia đình ông. Với tâm huyết và lòng yêu mến truyền thống, ông Huyến đã nảy ra một ý tưởng đầy sáng tạo để bảo tồn và phát huy giá trị của ngôi nhà. Chúng tôi làm cho các công ty lữ hành khi họ book tour đặt tour. Thế và chúng tôi không làm cho khách vãng lai. Một là cái thực phẩm đầu vào chúng tôi sẽ kén chọn được rất tốt. Thứ hai là hạn chế cái lượng khách, không muốn một cái lượng khách quá đông khi mình tham tiền, để biến nhà mình thành một cái quán ăn chứ không phải là cái nhà. Khách du lịch đến đây, họ ngồi ăn, họ phải được thưởng thức trong một cái không gian 300 năm trước nó như thế. Ngôi nhà cổ này là của gia đình bà Dương Thị Lan ở thôn Mông Phụ. Bà Lan cho biết khi về Đường Lâm để giúp chính quyền và người dân nơi đây trùng tu, bảo tồn những ngôi nhà cổ, các chuyên gia của tổ chức JICA Nhật Bản còn trực tiếp đào tạo những người nông dân, hướng dẫn họ biết cách làm du lịch, biết cách giới thiệu đến du khách các đặc sản của làng để có được nguồn thu nhập ổn định. Nắm bắt được những lý thuyết đơn giản ấy, Đường Lâm đã và đang chuyển mình trước cơ hội cải thiện cuộc sống nhờ du lịch. Trước đây chỉ có một vài gia đình làm dịch vụ, nhưng bây giờ tất cả những người dân trong thôn đều làm dịch vụ. Có người bán tất cả những sản phẩm nông nghiệp của mình, có người bán trứng gà sạch. Đấy là cái mà tôi thấy rất là tốt để cái làm cái du lịch và cái quảng bá du lịch. Làng cổ Đường Lâm, một trong những ngôi làng lâu đời nhất ở đồng bằng Bắc Bộ, nổi bật với những nét văn hóa đặc sắc và truyền thống độc đáo, là một quần thể dày đặc các di tích và giá trị văn hóa, Đường Lâm vẫn giữ được nguyên vẹn những đặc trưng cơ bản của một ngôi làng xưa như đình làng, cây đa, bến nước và chùa miếu. Chính nhờ những giá trị nghệ thuật đặc sắc này mà Đường Lâm đã trở thành một điểm nhấn trong hành trình du lịch Hà Nội. Sau gần 20 năm được công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, Đường Lâm đã trở thành một điểm sáng cho công tác bảo tồn và phát huy di sản. Với mục tiêu nâng tầm làng cổ Đường Lâm thành di tích quốc gia đặc biệt và tiến tới công nhận là di sản văn hóa thế giới, thành phố Hà Nội đang tích cực xây dựng đề án đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị di tích làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây giai đoạn 2024-2030, định hướng đến năm 2035. Đường Lâm hiện đang tập trung vào việc phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng và chất lượng cao, bao gồm xây dựng các tuyến đi bộ tham quan làng cổ gắn với không gian kiến trúc, cảnh quan và dịch vụ, phát triển mô hình cư trú và sinh hoạt xưa trong nhà cổ, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị nghề truyền thống và văn hóa phi vật thể. Mùa thu này, Đường Lâm khoác lên mình vẻ đẹp trầm mặc và yên tĩnh của những ngôi chùa, tạo nên một không gian thanh bình và lắng đọng. Chỉ cách đô thị nhộn nhịp của thủ đô Hà Nội một quãng đường ngắn, ngôi làng cổ này vẫn giữ gìn được những giá trị xưa cũ và truyền thống bao đời, là niềm tự hào và quý giá đối với người dân thủ đô. Và
Vâng, đến với Sơn Tây thì chắc chắn chúng ta không thể không nói đến giá trị tâm linh của người Việt, đúng không ạ? Chúng ta thấy là người Việt Nam chúng ta đến với bất kỳ vùng đất nào đi chăng nữa thì người ta vẫn hay hỏi là một câu là chùa ở đâu hay là đền ở đâu. Bởi trong cái tâm thức của mỗi người Việt thì chúng ta thấy giá trị tâm linh thì luôn có một vị trí rất quan trọng. Đó là niềm tin, là sự kết nối giữa con người với những giá trị tinh thần sâu sắc mà ông cha ta đã gìn giữ qua biết bao nhiêu thế hệ. Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Văn hóa tâm linh là một phần không thể thiếu được đối với cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Nó đã đồng hành cùng với dân tộc ta qua rất nhiều năm và đã trở thành một di sản vô giá. Và khi đến với Sơn Tây thì chúng ta không thể nào không nhắc đến những địa danh nổi tiếng về mặt tâm linh như là chùa Mía này hay là đền và chùa Khai Nguyên. Vâng, không chỉ vậy, mỗi ngôi chùa, ngôi đền ở đây thì đều ẩn chứa những câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Chùa Mía với hàng trăm bức tượng Phật cổ kính, đền Và nơi người dân đến để cầu mong sự bình an, và chùa Khai Nguyên với các hoạt động Phật giáo và từ thiện, tất cả đều mang trong mình sức mạnh tâm linh và là điểm tựa tinh thần cho biết bao thế hệ người dân nơi đây, tạo nên một nét văn hóa vô cùng đặc sắc. Và ngay bây giờ mời quý vị khán giả hãy cùng tới thăm những ngôi chùa cổ kính và thiêng liêng tại Sơn Tây để cùng chiêm ngưỡng những nét đẹp văn hóa tâm linh. Đền Và được xây dựng từ thế kỷ 16, ban đầu chỉ dựng bằng tre nứa. Sau nhiều lần trùng tu, nay đền có diện tích hơn 2.000 m², được xây dựng theo lối kiến trúc nội công ngoại quốc. Nổi bật là bức tường đá ong đặc trưng cổ kính siêu phong. Cửa đền có tam quan rộng, xây theo hướng bắc nam với mái lợp ngói cổ. Trên đỉnh đắp nổi hình lưỡng long chầu nguyệt. Xung quanh đền Và là rừng lim rộng 5,7 hecta, hiện còn gần 250 cây lim cổ thụ, trong số đó có gần 100 cây được công nhận là cây di sản. Ngoài những giá trị tiêu biểu về kiến trúc với những hoa văn chạm khắc mang dấu ấn thời nhà Mạc, đền Và còn lưu giữ được nhiều di vật, bức hoành phi, cầu đối cổ. Trải qua nhiều lần tôn tạo, nơi đây vẫn giữ được nét cổ kính, uy nghiêm và là địa điểm tâm linh hấp dẫn nhiều du khách. Năm 1964, đền Và được xếp hạng là di tích lịch sử quốc gia. Vâng, đúng là đến với Sơn Tây thì ngoài tham quan những di sản, những ngôi chùa thiêng liêng hay là những di tích lịch sử được hào hùng và được bảo tồn thì đến với mảnh đất Sơn Tây thì có những món ăn rất đặc biệt, mang tính đặc sản. Và không biết chị Hương có biết những món ăn đó là những món ăn gì không ạ? Vâng, khi mà tôi nhớ ở Sơn Tây, khi đến du lịch tại Sơn Tây tham quan thì tôi cũng có nhớ là có món chè lam này, món kẹo lạc và bánh tẻ thì rất là nổi tiếng rồi. Và tôi thấy đúng là sau những cái chuyến tham quan hay là lễ hội thì người dân sẽ thường tìm đến những cái món đặc sản ở địa phương để có thể thưởng thức. Và ở Sơn Tây thì nổi tiếng nhất đúng là chúng ta phải kể tới là chè lam này, bánh tẻ Phú Nhi và kẹo lạc Đường Lâm. Ba món này thì không chỉ ngon mà còn gắn liền với văn hóa và lối sống của người dân nơi đây nữa. Và để mà nhắc đến món chè lam, chỉ cần nhắc đến thôi là chúng ta đã cảm nhận được cái vị ngọt thanh này, dẻo mềm, hòa quyện với cái vị hương thơm của gừng và lạc nữa. Và khi mà chúng ta nếm cùng với một chút trà thì cái hương vị ngọt thanh quyện với một chút vị chát của trà thì đúng là không có gì sánh bằng rồi. Và nó mang đến cho chúng ta cái cảm giác rất là thư thái, rất là dễ chịu. Dạ vâng, tôi lại thích nhất là ở Sơn Tây đó là bánh tẻ Phú Nhi. Bởi vì là khi mà ăn bánh tẻ thì tôi cảm nhận được cái hương vị nó rất là giản dị và nó rất là mộc mạc nhưng mà nó lại rất là tinh tế chị Hương ạ. Ngoài ra thì còn có món kẹo lạc thì tôi cũng rất là thích, bởi vì kẹo lạc thì giòn này, xong rồi ăn thì nó lại ngọt nhẹ nhẹ thôi chứ nó không hề bị gắt một chút nào, và nó còn có cả một cái mùi thơm của lạc nữa. Chúng ta thì cũng thấy trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là các nhóm về ẩm thực ấy, thì cũng có rất là nhiều người họ giao bán, đang bán bánh tẻ. Họ giới thiệu và đặc sản chính gốc là từ Sơn Tây mang về Hà Nội thì ai cũng sẽ tranh thủ để có thể mua được để thưởng thức. Và đó chính là di sản. Câu chuyện không chỉ là món ăn đâu mà còn là một phần của di sản văn hóa quý báu của Sơn Tây nữa. Và khi mà thưởng thức thì chúng ta sẽ không chỉ cảm nhận được hương vị mà còn có sự kết nối với lịch sử và truyền thống của nơi đây. Dạ vâng, vậy nên là nếu như chúng ta có dịp đến Sơn Tây thì quý vị khán giả đừng quên thưởng thức những món ăn đặc sản truyền thống này. Sơn Tây được mệnh danh là đất trăm nghề. Trải qua bao đời, nơi đây vẫn lưu giữ những kỹ thuật tinh tế,
nét đẹp làng quê trong từng sản vật địa phương. Sơn Tây, vùng đất thuần nông, người dân nơi đây đã khéo léo tạo nên món bánh tẻ Phú Nhi chứ danh. Nghề làm bánh tẻ đã tồn tại hơn trăm năm, mang theo mình hương vị truyền thống đậm đà. Những chiếc bánh tẻ không chỉ đơn thuần là món ăn mà còn là tình cảm, là hương vị của quê hương. Giữa nhịp sống hối hả, bánh tẻ Phú Nhi vẫn giữ nguyên được hương vị xưa cũ, mộc mạc mà thân thương chốn xứ Đoài. Bên cạnh đó, đặc sản của nơi đây còn là món tương đường lâm. Qua thời gian, tương được hòa quyện với nước giếng khoan cổ và vị mốc lên men, kết tinh thành những giọt tương óng ánh, sánh mịn, đậm đà hương vị. Chính từ mỗi làng nghề ẩm thực, Sơn Tây đã trở thành thương hiệu với những hương vị độc đáo như chè lam Sơn Tây, kẹo lạc đường lâm, thịt quay đòn, gà mía Sơn Tây, mít trung du, mật ong kim sơn, từ khối óc, từ đôi bàn tay. Những món ăn, sản vật này không chỉ mang hương vị ngọt ngào, dung dị mà còn chứa đựng những hương vị đồng quê, đầm thắm và sâu sắc. Vâng, Sơn Tây đang rộn ràng chuẩn bị cho một ngày kỷ niệm trọng đại và cả thành phố thì cũng như đang khoác lên mình một tấm áo mới, ngập tràn cờ hoa và băng rôn. Từ những con phố nhỏ hẹp đến các công trình kiến trúc, đâu đâu cũng thấy sự háo hức và mong chờ của người dân. Mỗi người, mỗi nhà cũng đều đang góp sức mình để ngày kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Sơn Tây trở nên thật ý nghĩa và đáng nhớ. Vâng, và sau một thế kỷ hình thành và phát triển thì Sơn Tây đã có những bước chuyển mình ngoạn mục. Nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập thì thành phố đang không ngừng đổi mới, xây dựng những công trình hiện đại, đồng thời gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống. Hãy cùng chúng tôi đến với Sơn Tây để cảm nhận được không khí tươi mới và những đổi thay ở nơi đây. Điểm hẹn của các lễ mừng, những mốc son lịch sử lớn lao đó chính là lễ kỷ niệm tại không gian tuyến phố đi bộ thành cổ Sơn Tây. Chương trình sẽ có màn trình diễn nghệ thuật Sơn Tây ngời sáng miền đất cổ, sử dụng công nghệ trình chiếu hiện đại 3D mapping. Tất cả sẽ đem đến cho mọi người thấy rằng là thị xã Sơn Tây không chỉ là có những giá trị tiềm năng vốn có mà còn là nơi thu hút và được mọi người hưởng ứng, bởi tất cả mọi người đều hướng về thị xã Sơn Tây và chúng tôi, thị xã Sơn Tây sẽ hướng về thủ đô Hà Nội. Đó là tình cảm của Sơn Tây với Hà Nội. Các sự kiện kỷ niệm là sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng trong năm 2024 nhằm ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của thị xã qua các thời kỳ. Qua đó tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy niềm tự hào sâu sắc về mảnh đất, con người Sơn Tây trong quá trình xây dựng, phát triển và những đóng góp to lớn trong lịch sử đất nước và thủ đô. Triển lãm mỹ thuật nhiếp ảnh, cổ vật vừa khai mạc để tôn vinh những nét đẹp văn hóa ấy. Đó là những cái hoạt động mang cái tính tiếp lửa truyền thống, bồi đắp cho từ thế hệ cha ông đến thế hệ của thế thanh niên bây giờ. Và thông qua những cái hoạt động này thì chúng tôi quảng bá về du lịch, về con người và mảnh đất quê hương Sơn Tây của chúng tôi. Ngoài bà con nhân dân thị xã Sơn Tây đến để thưởng ngoạn thì còn rất nhiều du khách đến với chúng tôi, đặc biệt thông qua cái đường phố đi bộ vào tối thứ bảy hàng tuần. Những hiện vật mà chúng tôi trưng bày đây là những hiện vật tinh hoa đẹp nhất của nhà mang ra, tức là chúng tôi cá nhân mà, tức là sưu tập cá nhân mang ra để trưng bày để cho mọi người chiêm ngưỡng. Ai người ta cũng thấy rất là thích. Chúng tôi đều thấy là quê hương mình đẹp nhất, cũng có những món cổ vật mà mang tính chất là của ông cha ta để lại qua rất nhiều nghìn năm cho đến tận bây giờ. Đấy, vẫn được lưu giữ được nguyên là như này.